Hello anh em, ở trên bàn mình ấy là hai chiếc máy, một là chiếc Surface Pro 7, thứ hai chính là chiếc Surface Book 3. Hai chiếc máy này ấy đều thuộc dòng nhỏ gọn cơ động, nhưng mà Surface Pro ấy nó nhỏ gọn hơn rất nhiều, và Surface Book nó cũng nhỏ gọn đấy, nhưng mà không nhỏ gọn bằng Pro, và nó lại có thêm card đồ họa tích hợp, đó chính là con GTX 1650 và 1660T tùy phiên bản 15 hoặc là 13 inch. Nhưng mà đây mình chỉ so sánh với 13 thôi nhá, tại vì nó không quá nặng. Còn đâu là bản 15 inch ấy, thì nó cần 2 cân đấy. Vậy rất nhiều người đắn đo và so sánh là nên lựa chọn dòng Surface Pro hay là nên lựa chọn dòng Surface Book đây. Ở trong video này ấy, thì mình sẽ cùng anh em mổ xẻ, đánh giá, so sánh xem bản thân công việc, sở thích của anh em nên lựa chọn sản phẩm nào nhất nhá. Chúng ta bắt đầu vào video thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào thiết kế. Thiết kế của hai chiếc máy này ấy, thì đều được hướng đến, đó chính là laptop cao cấp bậc nhất ở trên thị trường. Nên nó tất nhiên rồi, máy tính cao cấp thì nó phải nhẹ, và nó được chế tạo từ chất liệu rất là xịn sò, đó chính là vỏ magie này. Vỏ toàn bộ máy đều làm được magie anh em nhá. Kể cả đối với Surface Book thì còn kinh khủng hơn. Anh em nhìn này, đến cái bàn phím của nó cũng cùng màu với máy, nhưng mà tất nhiên không làm bằng magie. Thiết kế cực kỳ độc đáo, một máy thì có thể tách rời phím cách linh hoạt như thế này. Ok. Một máy thì có các đồ họa ở dưới đốc và cũng tách rời được như thế này. Quá xịn sò phải không anh em? Quá là đặc biệt so với cả rừng các laptop khác. Surface Pro ấy là một thiết bị line laptop sở hữu một thiết kế mỏng nhẹ chỉ 700g thôi, với chân đế kickstand huyền thoại, anh em thể nghiêng ở mọi góc độ được. Còn đối với Surface Book nặng hơn một xíu, tầm 1,5 cân đến 1,6 cân tùy phiên bản. Đấy, nó cũng được làm bằng vỏ nhôm magie. Thật sự là đẹp. Tuy nó nặng hơn một tí nhưng nó sẽ có cạc rời ở bàn phím, trong máy nó cũng nền nạc, cũng sắc sảo hơn. Còn cổng kết nối ở trên hai thiết bị này thì gần như là tương đồng với nhau, đều có Type-C, đều có cổng USB, đều có cổng để cắm thẻ nhớ. Nhưng mà ở trên Surface Book thì được trang bị hai cổng USB thay vì một như trên Surface Pro. Mình thấy là cũng nên như vậy, tại vì máy to hơn, cấu hình mạnh hơn thì mình cũng muốn kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến điểm thứ hai để so sánh giữa hai chiếc máy này, đó chính là màn hình. Surface Book thì là dòng laptop mỏng nhẹ cao cấp có hiệu năng cao, nên kích thước màn hình nó sẽ lớn hơn so với chiếc Surface Pro là tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ có hai phiên bản 13.5 và 15 inch, độ phân giải thì lần lượt là 3K và sắp xỉ 4K. Còn với cả Surface Pro ấy thì màn hình khiêm tốn hơn một chút, đó chính là 12.3 inch, độ phân giải là gần 3K. Cả hai máy này của Microsoft đều sở hữu màn hình hiển thị rất là sắc nét, màu sắc khá là tuyệt vời. Kể cả giải trí làm việc từ cơ bản cho đến nâng cao nó đều có thể đáp ứng được rất là tốt. Nhưng để anh em làm đồ họa chuyên nghiệp thì anh em nên lựa chọn dòng Surface Book, tại vì nó có các đồ họa rời nên hình ảnh nó sẽ đẹp hơn một chút so với không có cả xài 1W như là ở trên Surface Pro. Nói đến Surface ấy, thì ngoài là laptop ra thì hai máy này đều có thể tương tác cảm ứng được bình thường. Đối với anh em nào làm họa sĩ vẽ vời ấy, thì mình nghĩ là muốn nhỏ gọn cơ động để đi lại thì nên chọn Pro. Còn nếu mà muốn cấu hình mạnh, màn rộng rãi thì nên lựa chọn Surface Book. Tiếp theo đến phần quan trọng, đó chính là hiệu năng giữa hai chiếc máy này. Tất nhiên rồi, Surface Book 3 nó sẽ mạnh hơn, tại vì nó có con card đồ họa mà. Surface Book 3 trang bị hai bản card đồ họa là GTX 1650 và 1660T, lần lượt cho phiên bản 13, 15 inch, và có một bản đặc biệt nữa, đó là dùng GTX 3000, GeForce GTX 3000, nó dành cho những người chuyên làm 3D. Các dòng Surface Book thì có thể xử lý được hầu hết các thương vụ đồ họa là media nặng lề 2D cho đến 3D một chút thì nó vẫn cứ là ok. Đồng thời Surface Book 3 ấy, nó có những phiên bản cao cấp dùng RAM 32GB, nên việc đa nhiệm xử lý các vụ nặng lề
Cồng kềnh thì mình nghĩ là Sufay Pro 7 không thể có cửa để ăn được so với cả chiếc Sway. Nói thế không có nghĩa là dòng Sufay Pro 7 nó yếu. Anh em mua máy ấy, thì phải biết được máy anh em có thể làm được tới đâu để có thể tận dụng và tối ưu sức mạnh cho nó. Pro 7 tuy là yếu hơn Sway Book về hiệu năng nhưng mà nó lại nhỏ gọn tiện dụng. Cơ động thì không có gì có thể bàn cãi được. Anh em sẽ dễ dàng mang nó đi, mang nó lại xử lý các tác vụ đồ họa 2D cơ bản như là làm ảnh, dựng phim ngắn thôi này thì vô cùng tốt. Cấu hình cũng đa dạng từ Core i3, i5, i7, thoải mái để anh em có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu công việc của anh em. Còn với cả Surface ấy thì anh em chỉ có thể lựa chọn hai phiên bản thôi, chính là i5 và i7. Màn hình thì 13 và 15 inch. Về mặt hiệu năng thì nếu anh em muốn máy mạnh mẽ thì nên lựa chọn dòng Surface. Còn nếu mà anh em một máy cơ động gọn nhẹ hiệu năng vừa đủ để anh em dùng thì nên lựa chọn dòng Surface Pro. Rồi chúng ta sẽ qua phần pin nhá. Về phần pin thì chiếc Surface Book 3 nó to hơn, nó bự hơn, nó nặng hơn, nó có hai pin thì nên chắc chắn rằng thời gian pin nó sẽ trụ lâu hơn dòng nhỏ gọn như Surface Pro 7. Mình đã sử dụng chính xác các tác vụ từ cơ bản cho tới nâng cao thì Book 3 thì chỉ trụ được 10 tiếng. Còn nếu nói với anh em tối ưu hơn thì có thể nên được hơn 12 đến 13 tiếng. Nếu anh em chỉ làm cường độ văn phòng bình thường thôi. Và đàm lặng thì nó rơi khoảng tầm 5 đến 6 tiếng. Còn Pro 7 với thiết kế sexy rất là khủng khiếp, mỏng gọn, cơ động thì khoảng trống nhét pin sẽ không có nhiều. Nên anh em chỉ có thể trụ được khoảng 4 đến 6 tiếng tùy công việc của anh em thôi. Anh em lưu ý đó là cái điều kiện pin thực tế mà Đăng Vũ kiểm tra nhé, chứ không phải là điều kiện pin lý tưởng khi mang shop giới thiệu sản phẩm đâu. Ok, đó là một vài so sánh nhỏ của mình đưa ra cho anh em. Nếu anh em là người dùng văn phòng cơ bản cần một chiếc máy nhỏ gọn cơ động tiện dụng để dễ dàng di chuyển thì Surface Pro 7 sẽ lựa chọn chắc chắn dành cho anh em rồi. Quá nhẹ, quá gọn, chỉ có 900 g cả phím. Còn đối với anh em nào thích một thiết kế siêu siêu đẹp, màn hình lớn hơn, cấu hình mạnh hơn, pin trâu hơn thì Surface Book 3 là lựa chọn của anh em đấy. Đẹp không? Anh em có thấy đẹp không? Quá đẹp chứ. Một thiết kế quá sexy nhá. Nếu anh em muốn máy cho bò thì đây, lựa chọn của anh em. Nếu anh em có câu hỏi nào muốn đặt cho bên mình ấy thì có thể comment ở ngay phía dưới nhá, mình sẽ giải đáp tất cả cho anh em về cả hai chiếc máy này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.